Cơ sở lát rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên Tổ quốc nhỉ. Hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm 2019. Thì cơ sở chúng em lại tiếp tục cập nhật về cái lô hàng mới. Và hôm nay cũng là buổi sáng sớm thì nắng còn chưa lên cơ. Em cũng mới dỡ hàng xong rồi thì bắt đầu em có cái clip chia sẻ với mọi người và báo giá chi tiết từng loại lan luôn. Trước khi báo giá những loại lan thì em xin được giới thiệu cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng các bạn nhé. Cơ sở chúng em có hai hiện tại thì gồm có hai số điện thoại để cho các bạn liên lạc đặt hàng hoặc là nhắn tin trực tiếp để đặt hàng. Trong khi nhắn tin thì các bạn vui lòng nhắn luôn tên, địa chỉ và đơn hàng cho chúng em nhé, rồi chúng em sẽ gửi lan, chốt hàng và gửi lan đi cho các bạn trong ngày luôn. Hình thức bán hàng của em thì em sẽ ship code đi khắp toàn quốc cho mọi người. Thì các bạn đặt hàng sẽ nhận hàng sau 2-3 ngày. Rồi các bạn thanh toán tiền hàng và tiền cước cho nhân viên bên chuyển phát. Họ sẽ thu tiền hàng và tiền cước tận tay các bạn luôn ạ. Đó. Và giá em báo chi tiết ở đây chưa bao gồm có phí vận chuyển nhé các bạn nhé. Đó. Và bây giờ em đi vào giới thiệu chi tiết luôn những mặt hàng ngày hôm nay em có để chia sẻ mọi người luôn. Thì hôm nay thì nói chung là hàng về nhiều nên là các bạn có thể đặt mỗi loại từ 0,3 kg trở lên. Em sẽ gửi gói hàng từ 1 kg trở lên nhé các bạn nhé. Đó. Nên là các bạn có thể chọn nhiều loại mặt hàng để cho đủ làm sao là từ 1 kg trở lên chúng em bán hàng. Đấy. Thì bây giờ em đi vào giới thiệu luôn nhá các bạn nhá. Thì như ở đây có một loại lan rất là mới lạ này. Thì cái này là cũng nói chung là không phải là lạ lắm đâu. Nó là lan môi quạt. Có lẫn lộn thêm một loại lan miệng kín khác nữa. Thì em về được có mấy bó như này thôi. Mỗi bó này là 80.000 nhá các bạn nhá. Cái dòng lan môi quạt thì chúng ta rất đáng để sưu tầm. Tại vì nó cho cánh màu vàng mà cánh nó nở rất là mở. Và cho một cái môi màu tím rất là đẹp. Và cái môi của nó giống như là cái quạt mà cái quạt giấy mà chúng ta mở ra đấy. Cái quạt giấy mà chúng ta mở giống như kiểu các công tử ngày xưa mà chúng ta hay thường xem phim cổ trang của Trung Quốc ấy, là các công tử lúc nào cũng có những cái quạt rất là hay đúng không? Đấy. Nó là có cái môi như thế và môi màu tím cây tuy rằng là nhỏ nhưng bông hoa của nó cho khá là to. Và bây giờ đang là mùa hoa của lan môi quạt đấy, nhưng mà thực sự là lúc khai thác về đến vận chuyển về đến cơ sở chúng em là những cái nụ hoa của nó đã bị tàn hết rồi các bạn ạ. Chúng ta không được xem nụ, thật là tiếc. Chứ lúc em đặt hàng là vì mấy ngày nay là thời tiết nó nắng nóng. Lúc em đặt hàng thì cách đây là một tuần rồi, nhưng mà nay thì mới về được có mấy bó như này. Tại vì loại lan này nó không có nhiều các bạn ạ. Thì các bạn ấy cũng có khai thác kèm lẫn lộn theo cả mấy cây cái loại mà vòi hơi đen đen là nó là loại khác rồi các bạn ạ. Nó chỉ lấn vào một ít thôi, không có nhiều. Đấy, mỗi bó này là 80.000 một bó nhé các bạn nhé. Một bó này về chúng ta trồng vào một khúc lũa là rất là đẹp luôn. Dòng này thì ở rừng nó phát triển không được to mấy nên là về chúng ta chăm sóc thì nó sẽ lớn hơn thôi. Đó. 80.000 một bó nhé các bạn nhé. Em có làm được từng bó này. Đấy, một bó được cũng được khá là nhiều. Tại vì dòng này nó cũng rất là nhẹ. Đó. Đó. Và còn đây em có cái lan môi tua. Lan môi tua thì về được độ khoảng hơn cân, cân rưỡi này. Đó. Lan môi tua thì có giá là 150 một kg này. Đấy. Và còn đây là lan đuôi cáo thì về được ít hàng xấu xấu thôi. Tất nhiên là hàng cũng có nhiều thôi nhưng mà bên chúng em lại không đi vào bản nhập hàng được nên là về cái lan thì không có mấy. Đấy, lan dáng hương đuôi cáo thì bây giờ đang có nụ như này nhé các bạn nhé. 200.000 một kg ạ, dáng hương đuôi cáo. Cái loại hàng này nó cũng xấu xấu thôi, không phải là đẹp lắm. Chỉ có giá là 200.000 thôi. Đó. Và còn tiếp theo đây em có một bó long nhán.
Bó long nhãn này cũng có giá là 80.000 đây. Đấy, một bó long nhãn duy nhất nhá. Đó. Và tiếp theo đây là lan phi điệp vàng. Phi điệp vàng thì mùa này thì mầm nó đã dài vậy rồi. Phi điệp vàng sẽ nở hoa vào chừng tháng 7 âm lịch nhá các bạn nhá. Đấy, phi điệp vàng có giá là 150.000 một kg ạ. Đó, 150.000 một kg phi điệp vàng. Và còn đây là long tu xuân. Long tu xuân thì có cái giá nó khá là đắt nhá. Nó là 280.000 một kg. Đấy, nó thuộc vào cái dòng lan mà dễ thuần mà hoa đẹp mà giá của nó cũng tương đối là cao. Đó, mà nó lại dễ thuần, nở hoa khắp mọi miền Tổ quốc. Loại này các bạn mà không trồng được loại này nữa thì các bạn không thể trồng được loại lan nào nữa. Đấy, để em nói về cái độ dễ thuần của nó ở khắp mọi vùng miền nhé. Đấy, đó là lan long tu xuân đấy ạ. Lan long tu xuân thì có giá là 280.000 một kg nhé. Đấy. Và còn đây là lan thanh đạm sữa. Thanh đạm sữa thì dòng này chúng ta trồng chậu, xem những cái củ của nó không đã đẹp rồi các bạn ạ. Cái này thì ở rừng thì mùa này nắng nóng nên là thân của nó hơi héo héo nhá. Chứ còn chúng ta trồng ở trong vườn thân nó nở bóng, mà những cái giả hành của nó lên sóng đẹp lắm. Đấy, mà có giá rất là rẻ, 100.000 một kg thôi các bạn. Là lan lan thanh đạm nhá các bạn nhé, 100.000 một kg thôi ạ. Đấy. Và còn đây mặt hàng này luôn luôn được chúng ta ưa thích và lựa chọn để ghép ở trong vườn nhà. Nhà nào cũng có một giỏ vệt lan đùi gà này. Đây là đùi gà tròn nhé các bạn nhé. Đùi gà tròn thì đây, về cái mặt bông của đùi gà tròn thì bây giờ đã là cuối mùa nở rồi nhé các bạn nhé. Cuối mùa hoa của đùi gà tròn rồi nhé. Đấy, đùi gà tròn thì có giá là 220.000 một kg nhé các bạn. 220.000 một kg đùi gà tròn ạ. Đó, hàng rất là đẹp nhé các bạn nhé. Thân vàng óng. Đấy. Và còn tiếp theo đây, loại lan này đang xuống lá và bắt đầu đang cho nụ nhé các bạn nhé. Đó là lan kim thoa. Lan kim thoa cho màu vàng họng đen, cũng rất là đẹp ạ. Đấy, đây là một cái nụ hoa của lan kim thoa đây. Những cái lá vàng này lúc gửi lan đi chúng em sẽ vặt ra cho các bạn nhé. Tại vì bây giờ đang là mùa cây ra hoa thì cũng là lúc đồng thời là mùa cây nó rụng lá, nên là những cái lá vàng này các bạn không lo đâu. Tại vì dòng này nó giống y như là cây phi điệp hay các bạn ở trong miền Nam gọi là giả hạc á, thì đến mùa hoa thì đều rụng lá để cho lên những mầm mới để sang năm nó bắt đầu tiếp tục cho hoa nhé các bạn nhé. Và những cái thân già này chúng ta không nên cắt bỏ nó đi nhé. Những cái thân già này nó vẫn ra hoa được chừng khoảng 3 năm nó mới hết hoa. Cứ phải nó phải ra hoa hết hết phần mắt ngủ ở đầu trên này thì nó mới hết hoa. Như thân này đây năm ngoái nó đã trổ bông rồi này. Đó, thân này năm ngoái nó đã trổ bông ở đây nhá. Nó trổ bông từ trên ngọn trổ xuống. Nó giống cái kiểu là lan sơn thủy tiên vậy. Sơn thủy tiên nó cũng khi nào nó nở hết cái phần mắt già, phần khoảng gang tay này trở lên thì nó mới hết hoa cơ. Đấy, nói chung là nó nở xuống đến mắt này thì chúng ta cắt bỏ mắt này, là nó lại tiếp tục nở mắt dưới nhá các bạn nhá. Nở tiếp về sát về gốc nhá. Khi nào nó nở về đến nửa thân thì lúc đấy nó mới hết hoa cơ. Đó, những cái thân già nó phải nở từ 3 đến 4 năm nó mới hết mắt ngủ của mắt hoa nhé các bạn nhé. Đấy, về cái lan kim thoa này có giá là 150.000 một kg thôi. Đó, cũng khá là rẻ, hoa đẹp. Đấy. Và còn đây là lan bạch nhạn. Đấy, đây lan bạch nhạn. Lan bạch nhạn thì có giá là 180.000 một kg nhé các bạn nhé. Về cái lan bạch nhạn đó, dáng hương bạch nhạn. Và còn đây là sơn thủy tiên đây. Sơn thủy tiên thì mẻ sơn thủy tiên này khá là đẹp các bạn ạ. Đấy, mẻ sơn thủy tiên này đẹp á, củ nó đều. Đấy, không phải to lắm mà cũng không phải nhỏ lắm. Đấy, thì dòng này cũng khá là dễ trồng, có những rễ từ 3 lạng trở lên nha các bạn nhá. Đó, rễ 3 lạng, 5 lạng, 1 cân có. Đấy, hai hình như cân rưỡi anh có sao. Đó, lúc em giữ hàng ra em để ý như có rồi. Em chưa cân thử đâu mọi người. Đấy,
có những rề nó như này đây. Đấy, cái dòng này thì kể cả thân già hay thân tơ thì nó đều cho hoa được cả nhé các bạn nhé. Đấy, cũng như em nói đấy, mỗi một thân nó phải ra hoa đến tầm 3 đến 4 năm nó mới hết mắt hoa cơ. Đấy, về cái lan sơn thủy tiên này có giá là 200.000 1 kg nhé các bạn. 200.000 1 kg sơn thủy tiên ạ. Đấy, đó. Và còn đây là lan Điện Biên Đông. Lan Biên Đông này có giá là 220.000 1 kg nhé các bạn. Loài này cho hoa vào mùa xuân, màu vàng rực rất là đẹp. Và cây bây giờ đang lên mầm nhé các bạn nhé. Đó, như khóm nhỏ nhỏ đây nó đang lên mầm đây. Đó các bạn. Đấy. Và tiếp theo đây thì là lan ngọc thạch rừng Lào. Lan ngọc thạch Lào thì nó sẽ cho chuẩn 3 màu, là ngọc thạch 3 màu luôn. Còn ngọc thạch Lào thì có giá nay em chỉ còn độ khoảng mấy cân này, nó cũng xấu xấu, tầm 3 cân xấu xấu này thôi. Giá thanh lý đi cho các bạn là 150.000 1 kg nhé, cái ngọc thạch Lào này nhé, 150.000 1 kg ạ. Cây bây giờ đang lên mầm gốc như này ở đây các bạn, đang đứt mầm gốc như này ạ. Đó, 150.000 1 kg thôi. Và còn đây là ngọc thạch Bắc đây. Ngọc thạch Bắc thì các bạn đang thấy những cái nụ đúng không ạ? Đấy, những cái nụ trắng trắng đấy ạ. Rất nhiều nụ ạ. Đó, đang nảy nụ rất là nhiều luôn nhá. Nên là chúng ta nên mua sớm để chơi mùa hoa sắp tới. Tại vì chúng ta mua muộn quá những cái nụ này nó sẽ bị gãy lúc vận chuyển á, nên là chúng ta sẽ không được chơi hoa sai bông đâu. Nên là chúng ta nên mua sớm. Ngọc thạch Bắc này thì nó sẽ lẫn lộn cả ngọc thạch 2 màu và ngọc thạch 3 màu nhá. Có giá là 220.000 1 kg ạ, cái ngọc thạch Bắc này ạ. Đấy. Và còn đây là dáng hương tam bảo sắc. Dáng hương tam bảo sắc hàng lá lướt này 180.000 1 kg. Nhớ các bạn nhá, hàng lá lướt nhá. Đấy, dáng hương tam bảo sắc hàng lá lướt 180.000 1 kg. Và còn đây là dáng hương tam bảo sắc lá xếp đây. Đấy. Dáng hương tam bảo sắc lá xếp này thì về được có một ít thôi. Thì cái này có làm thành từng bó rồi để tiện cho các bạn đặt hàng mua hàng. Đấy. Thì mỗi bó này là có giá là 150.000 một bó nhé các bạn nhé. Đấy, 150.000 một bó. Dáng hương tam bảo sắc lá xếp này. Đó, về sắc chỉ có độ chục bó. Không biết là chiều nay có em có đặt một lô lá xếp về nữa, nhưng mà không biết là loại hàng như nào. Hình như là loại hàng cây to như thế này. Tại vì nó cũng có giá cao hơn cái lô hàng này. Đó. Thì nếu mà các bạn thích cái loại mà cây to hơn nữa thì chờ phiên chiều nay thì chúng em sẽ có cái hàng lá xếp to hơn. Đấy, cây to dài hơn. Còn cái loại như này là 150.000 một bó đây. Mỗi bó nó rơi vào độ khoảng nửa cân. Đó. 4 lạng hoặc nửa cân. Đó. Và còn đây là nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng có giá rất là rẻ các bạn ạ. Nhất điểm hoàng này có giá là 100.000 1 kg thôi các bạn. Đó. Về cái nhất điểm hoàng này ạ. Đấy. Và tiếp theo đây là lan đuôi chồn. Đây là lan chồn Bắc. Chồn Bắc còn độ khoảng 2 cân. Đấy. Này thì em không lọc hàng đẹp hàng xấu nữa, bán có cả cây nhỏ cho các bạn là 250.000 1 kg nhé các bạn nhé. Lan chồn Bắc ạ. Và còn đây là lan đuôi chuột. Đuôi chuột thì nó cứ kiểu đều đều hàng, nó về thì độ khoảng 2 cân một mỗi ngày thôi. Đấy, lan đuôi chuột. Nào, ra ngoài. Lan đuôi chuột thì có giá là 150.000 1 kg nhé các bạn. Và còn đây là lan u lồi. Lan u lồi thì cũng rất nhiều bác đặt hàng, nhưng mà thực sự là công việc khách hàng của em rất là nhiều ấy, nên em chả nhỡ được, nên em cũng chả biết báo cho ai nhá, nên là các bác cũng thông cảm. Các bác thấy em đăng ngày nào thì cập nhật ngày nào thì các bác đặt hàng ngày đấy thôi nhá. Thì cái lan u lồi này thì có giá là 280.000 1 kg nhé các bạn. Bây giờ cây đang lên mầm rất là khỏe rồi. Đấy. 280.000 1 kg lan u lồi nhá. Đó. Và còn đây lan ý ngọc. Lan ý ngọc thì bây giờ đang là mùa hoa đấy nha các bạn nhá. Đang còn rất là nhiều nụ và hoa như này, và đang đồng thời lên những mầm gốc rất là khỏe nhá các bạn nhá. Lan ý ngọc có giá là 300.000 1 kg ạ. Đấy, hôm nay lại về được 5 7 kg.
Dòng lan này thì năm nay rất là khan hàng. Đấy, hoa rất là đẹp. Về cái mặt bông của lan ý ngọc thì đây. Đấy, có những bông nó nở rồi thì mặt bông như này đây. Đấy, bông này thì còn chưa nở căng lắm này. Đấy, đến tìm một bông nào đấy nó nở căng. Đó, cánh trắng và họng tím nhá, rất là đẹp ấy. Đó, lan ý ngọc 300.000 một kg nhé các bạn. Và còn đây là lan thập hoa. Dòng lan này bây giờ cũng đang có nụ nhé các bạn nhé. Lan thập hoa thì mùa này đang ra nụ đấy ạ. Thì lan thập hoa có giá là 150.000 một kg nhé các bạn. Về cái lan thập hoa nhé, đây là một số cái nụ hoa mà của lan thập hoa mà đã đang nảy to như này rồi. Và chủ yếu là bây giờ còn chưa ra nụ cơ các bạn. Nên là trong việc vận chuyển thì nó sẽ rất đơn giản, nó sẽ không bị gãy ảnh hưởng đến những cái nụ sắp tới nó sẽ nở hoa nhé các bạn nhé. Tại vì bây giờ nó mới lớm chớm, đang có lác đác một vài thân là đang có nụ thôi. Đó, về lan thập hoa này. Đó, và còn đây là lan kim điệp nhựa, hay còn gọi kim điệp thơm đấy ạ. Về được ít hàng như này thôi. Kim điệp nhựa, kim điệp thơm này chỉ là hàng giống nên nó có giá rất là rẻ, 180.000 một kg thôi. Đó, và còn đây là kim điệp xuân. Kim điệp xuân thì có giá là 150.000 một kg. Mẻ hàng hôm nay khá là đều đẹp và cây đang lên mầm gốc rất là khỏe nhé các bạn nhé. Đấy, lan kim điệp xuân ạ. Đó, đang lên mầm gốc này. Đấy, lan kim điệp xuân có giá là 150.000 nhé các bạn. Và còn đây có một loại dáng hương này nữa cũng có giá là 150.000 một kg rồi này. Đây là sóc Lào nhé các bạn. Sóc Lào 150.000 một kg. Chắc chỉ còn độ 3 kg thôi này. Và tiếp theo đây là lan hạc vĩ bắc. Hạc vĩ bắc thì đang lên mầm rất là khỏe rồi nhé các bạn nhé. Hạc vĩ bắc có giá là 280.000 một kg các bạn ạ. Đấy, về cái lan hạc vĩ bắc này. Đó, 280.000 một kg hạc vĩ bắc nhé các bạn. Thân to và thân mềm. Cái dòng này thì nó khác ở cái hạc vĩ lào là thân nó mềm hơn cái hạc vĩ lào rất là nhiều nhé các bạn nhé. Thân hạc vĩ lào cầm vào như này là nó khô khô và nó cứng, cứng khô như kiểu như là rơm á. Và tiếp theo đây, mặt hàng này đang rất là hot đây. Lan kiều vuông, kiều mỡ gà đấy ạ. Lan kiều mỡ gà là loại, theo em thấy là loại lan mà nó cho cái màu sắc cả cánh cũng vàng và cả họng cũng vàng. Đó, kiều mỡ gà đấy ạ. Nó vàng như kiểu là một như mỡ gà. Nó không phải vàng hẳn mà nó vàng vàng, cái màu vàng của nó rất sáng cơ. Đó, rất là đẹp ạ. Mà giá của nó cũng rất là bình thường. Chỉ có giá là 250.000 một kg nhé các bạn nhé. 250.000 một kg. Cái lan này thì so sánh với lan kiều dẹt thì cái loại này còn em thấy là đẹp hơn lan kiều dẹt về cái mặt bông. Đấy, mà giá lại rẻ hơn rất là nhiều. Đó, là 250.000 một kg lan mỡ gà. Và còn tiếp theo đây em có lan kiều tím lại về nhá. Kiều tím thì bây giờ đang nụ các bạn ạ. Đây là nụ kiều tím đấy ạ. Đây là những cái thân mà năm ngoái nó đã trổ bông nhá. Đấy, kiều thì nó cũng giống như sơn thủy tiên vậy, nó nở hoa đến chừng khoảng 3 năm nó mới hết mắt ngủ. Đấy, mắt ngủ nó của nó là ở những cái lá này. Năm nay nó nở lá này rồi, sang năm nó nở hoa ở những lá này nhá các bạn nhá. Đấy, kiều nhá. Đó, kiều tím thì có giá là 350.000 một kg các bạn ạ. Đấy, kiều tím thì tất nhiên rồi, mùa này mùa nở hoa thì tất nhiên nó cũng sẽ xuống lá nhá các bạn nhá. Đấy, như thân này thì đó vẫn chưa nảy nụ này. Đấy, còn hai mắt ngủ ở đây nhưng mà chưa nảy nụ. Đấy, như mắt này là sắp tới chắc chắn sẽ ra nụ nhá các bạn nhá. Bây giờ mới đang bắt đầu đi vào đầu mùa hoa thôi. Đó, 350.000 một kg nhé các bạn. À, khá là đều đẹp ạ. Đấy, có những thân là nó đã xuống lá này. Đó, nhưng mà còn chi chít mắt ngủ nhá các bạn nhá. Những mắt ngủ nó sắp tới chúng chơi hoa này. Đó, như thân này thì nó sẽ chơi ở những cái mắt bên dưới hơn. Tại vì ở ba mắt ở trên này nó nở hoa rồi, chỉ còn chừng khoảng 2-3 mắt ở dưới thôi là chưa nở. Đó, và còn ở đây em còn có hàng dề về kiều tím mà. Đấy, cho các bác ưa thích hàng dề. Đó, ở đây em có một dề này khá là to dài,
Đấy, có hai dề thôi nhá các bạn nhá. Đó. Đấy, dề bên này là dề số 1 đi này. Dề này lúc nãy cân được bao nhiêu cân em? Dề này cân rưỡi à? Để giá cho dề nào cũng cân rưỡi á. Đó. Để giá cho mọi người là 500.000 một dề này, cho nó dễ này. Đấy. Vừa dễ tính tiền lại vừa dễ cho các bác đặt hàng đây. Có hai dề. Như dề này đây thì em đếm thân có lá cho các bác. Dề này khá là to dài nhá. Như cái thân dài nhất này nó phải rơi vào độ khoảng 60 phân. 3 4 80 phân này các bạn. Đó. 1 2 3 4 5 6 7 thân này 7 đây thôi. 8 9 10 11 12 thân có lá nhá các bạn nhá. 12 thân mà đang còn lá này, 500.000. Rất là rẻ đúng không? Đấy, còn dề này đây, dề này thì cũng tương đương chừng đấy thân có lá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 thân, 13 thân đang có lá đấy. Mỗi dề là 500.000 nhá các bạn nhá. Đấy, có một dề dài và một dề ngắn thôi. Thì các bác đặt hàng thì lúc đặt hàng thì lấy dề ngắn hoặc lấy dề dài nhé. Cái mức giá của nó đều bằng nhau ạ, là 500.000 ạ. Một dề ạ. Đó. Dề dài thì ở bên này nhé các bạn nhé. Cho là dề dài là dề số 1 đi. Và dề ngắn này là dề số 2. Đấy, các bạn đặt hàng là lấy dề nào. Đó. Cho nó nhanh gọn nhé. Đó. Và tiếp theo đây, ở trên này em có lana hoàng thảo xoắn. Hoàng thảo xoắn có giá là 300.000 một kg nhé các bạn. Đây là thân hoàng phi hạc bị lấn vào này. Đấy. Hoàng thảo xoắn là 300.000 một kg, còn độ khoảng 2-3 kg thôi này. Đấy. Thì chiều nay em mới cập nhật về thêm cái hoàng thảo xoắn nhé các bạn nhé. Còn đây lan tiên hài, mặt hàng lan này rất là rẻ tiền và cho bông rất là bền. Bông và cũng rất là dễ thuần. Về cái các loại lan hài thì gần như là chỉ có thằng lan hài này với cả lan hài gẫm là dễ trồng thôi. Ở khắp mọi vùng miền thôi. Đấy, lan tiên hài này có giá là 100.000 một kg ạ. Về cái lan tiên hài này. Đấy, 100.000 một kg nhá. Và tiếp theo đây là kiều vuông thân ngắn. Cái kiều vuông thân ngắn này có giá là 250.000 một kg nhá các bạn. Đấy, cái kiều vuông thân ngắn này. 250.000 một kg. Kiều vuông Lào nhá các bạn nhá. Đấy. Lúc các bạn đặt hàng thì cứ đặt hàng là kiều vuông Lào cho chúng em nhé. Là 250.000 một kg. Chỉ về được mà có mấy cân nữa. 5-7 cân gì đấy. Kiều vuông Lào này. Đó. Lúc các bạn đặt hàng cứ đặt hàng bảo là đặt hàng là 1 kg kiều vuông Lào hoặc là nửa cân kiều vuông Lào. Đấy. Gì đó. Cho nó dễ phân biệt với cái kiều vuông thân dài, kiều vuông cam kia nhé các bạn nhé. Đó. Và còn đây là kiều vàng. Kiều vàng này có giá là 180.000 một kg nhé các bạn. Đấy. Kiều vàng. Và còn đây là còn ít đùi gà dẹt. Hàng giống đây. Lại về được ít hàng. Đấy. Đùi gà dẹt thì mùa này nó đang bắt đầu lên nụ như, lên mầm gốc như này nhé các bạn nhé. Đó. Đùi gà dẹt thì nó nở hoa vào chừng khoảng tháng 2 mùa xuân. Đó. Đó, chừng ở tháng 2 âm nhé các bạn nhé. Thì cái đùi gà dẹt này có giá là 150.000 một kg ạ. Hàng giống nhé các bạn nhé. Và tiếp theo đây một mặt hàng nữa cũng có giá là 150.000 một kg. Đó là lana hoàng lạp. Hoàng lạp chỉ còn độ khoảng 5 cân rồi này. Đấy, toàn hàng dề thôi. Hoàng lạp có giá là 150.000 một kg nhé các bạn nhé. Và còn đây là lan thập hoa. Lan thập hoa này có giá là 100 em xin lỗi mọi người, đây là lan báo hỷ nhé các bạn. Lan báo hỷ bây giờ đang lên mầm gốc như này rất khỏe này. Đó. Lan báo hỷ có giá là 150.000 một kg này. Đó. 150.000 một kg lan báo hỷ nhá. Và còn đây là nhất điểm hồng. Nhất điểm hồng thì cũng có giá là 150.000 một kg này các bạn. Đó, mặt bông của nhất điểm hồng đây. Đấy, cánh trắng, họng hồng nhá các bạn nhá, họng tím luôn rồi, đó. Đây là nhất điểm hồng nhá. 150.000 một kg.
Và còn ở đây thì em có mấy dề nhất điểm hồng, có 3 dề nhất điểm hồng thôi các bạn. Đấy, 3 dề nhất điểm hồng này. Thì đó, dề này là 150.000 này. Đó, dề số 1 là 150.000 nhé các bạn nhé. Đó, dề số 1 150.000 này. Dề số 2 này to đẹp hơn một chút này là 180.000 này. Đó, 180.000 dề số 2 nhé các bạn nhé. Và còn đây, dề này to nhất đây. Đó, dề này to nhất đây, có giá là 220.000 nhé các bạn. Dề nhất điểm hồng nhé. Dề số 3 là 220.000 nhé. Đó. Và còn tiếp theo đây em có một phần lan kiều vàng. Thì phần lan kiều vàng này thì em bán chia sẻ thanh lý cho mọi người là 100.000 nữa. Đấy, cái phần lan kiều vàng này là hàng giống thôi. Đấy, 100.000 nữa. Những cây như này là xấu quá thì bỏ, chúng em bỏ ra 100.000 để chia cho bác nào thích kép cái loại này để nuôi mầm sang năm chúng ta chơi nhá các bạn nhá. Cái này thì sắp tới chúng ta vẫn chơi hoa bình thường thôi. Đấy, như thân này là kiều tím này, còn lác đác một vài thân kiều tím nhé các bạn nhé. Đó, thì 100.000 thôi cái phần lan kiều này. Đó, nói chung là nó quá là tàn tạ. Cái này chúng ta chỉ lấy về làm giống để chúng ta lấy những mầm thôi, sắp tới chơi hoa thôi. Đó, và còn đây là kiếm đỏ đây. Mỗi bó kiếm đỏ này có giá là 60.000 một bó nhé các bạn. 60.000 một bó về chúng ta trồng một chậu rất là đẹp luôn ạ. Lan kiếm đỏ sẽ nở hoa vào chừng khoảng tháng 6, tháng 7 nhé. Kiếm đỏ Cao Bằng ạ. Cần hoa của nó khá là to bằng cổ tay á. Mà nó mặc cao chừng khoảng 60-80cm cơ. Đấy. Một cần hoa màu đỏ gạch, màu đỏ 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 nâu cũng có. Đấy. Và màu hơi vàng vàng có nhé các bạn nhé. Đó. Về cái lan kiếm đỏ này ạ. Vâng, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà em có để chia sẻ với mọi người ngày hôm nay. Các bạn đặt hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng em theo hai số điện thoại là 0984754102 và số 0967615815 nhé. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên Quốc nhé.